Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại cùng kênh của chúng tôi trong video hôm nay. Tuệ Tâm Giác Ngộ xin kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý vị, ngứa là hiện tượng như bị kiến cắn, muỗi đốt. Nhưng khi cơ thể có những thay đổi bất thường thì ngứa cũng là một biểu hiện đáng lưu ý, một dấu hiệu cảnh báo cần theo dõi. Nếu bạn có một số dấu hiệu khác đi kèm thì chứng tỏ là cơ thể đang bị dị ứng hay là viêm da thì không sao. Nhưng nếu bỗng dưng thấy ngứa ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mà không rõ nguyên nhân, bạn cần thăm khám sớm vì rất có thể đó là biểu hiện sớm của căn bệnh thế kỷ, ung thư. Đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Video hôm nay sẽ tiết lộ cho các bạn biết 7 vị trí ngứa nguy hiểm là dấu hiệu cảnh báo ung thư gan thận. Cùng theo dõi. Nếu thấy ngứa 7 chỗ này là dấu hiệu cảnh báo ung thư, gan thận đang kêu cứu, biết đi khám ngay còn kịp. Kính chào quý cô bác và các anh chị đang theo dõi video của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác và các anh chị thân mến, theo các chuyên gia, các triệu chứng bệnh ung thư gan giai đoạn sớm thường rất khó nhận biết. Trong đó, ngứa da là biểu hiện thường bị nhiều người bỏ qua. Ngứa da thường là triệu chứng không quá nguy hiểm, nhưng nếu bị nổi ngứa ở một chỗ rồi lan ra khắp cơ thể, kéo dài liên tục trong thời gian dài, thì lại là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của căn bệnh ung thư gan nguy hiểm. Điển hình là trường hợp của một cô gái 32 tuổi ở Trung Quốc. Sau khi có biểu hiện mẩn ngứa da và khô mắt thì cô đã đi khám và được phát hiện mắc bệnh ung thư gan. Theo chia sẻ của bệnh nhân này thì thời gian đó là khoảng thời gian mà cô thường xuyên bị mẩn ngứa. Nhưng cô chỉ nghĩ đó là do dị ứng thời tiết nên chủ quan và chỉ tự mua thuốc về bôi. Thế nhưng những mảng ngứa đó đã ngày một nặng thêm nên cô đã quyết định đi khám. Qua nhiều xét nghiệm, bác sĩ kết luận cô Lưu đã mắc ung thư gan ở giai đoạn cuối. Vào cuối năm 2018, hệ thống y tế Johns Hopkins tại Mỹ cũng đã công bố một nghiên cứu cho rằng người bị ngứa toàn thân có khả năng bị ung thư cao hơn so với những bệnh nhân không thấy ngứa. Điều này cũng có nghĩa là nếu người bỗng nhiên cảm thấy ngứa, da bứt rứt khó chịu thì rất có thể đó là triệu chứng ngầm cảnh báo ung thư. Vì vậy, video ngày hôm nay của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ sẽ chỉ cho cô bác 7 vị trí nếu ngứa nguy hiểm là dấu hiệu cảnh báo ung thư gan thận. Để từ đó, quý cô bác và các anh chị có thể biết mà đi khám kịp thời. 1. Ngứa mắt. Gan dự trữ máu và là tinh khí của mắt. Có thể nói đôi mắt có mối quan hệ mật thiết với gan và cũng là nơi biểu hiện tình trạng sức khỏe của gan. Nếu gan có bệnh sẽ dẫn đến âm gan tăng, khiến mắt không nhận được đủ máu. Từ đó sẽ dẫn đến tình trạng bị khô mắt, đau nhức, ngứa ngáy và nhạy cảm với ánh sáng. Nếu xuất hiện vấn đề đó thì quý cô bác và các anh chị phải cực kỳ cảnh giác với bệnh ung thư gan, cũng như nên đến bệnh viện để kiểm tra để không bỏ lỡ giai đoạn vàng chữa bệnh và kịp thời điều trị. 2. Ngứa da. Gan được biết tới là cơ quan đảm nhiệm chức năng chuyển hóa và đào thải các chất độc của cơ thể, giúp mọi hoạt động sống diễn ra một cách bình thường. Tuy nhiên, khi gan bị ung thư thì cũng đồng nghĩa với việc chức năng của gan bị suy giảm và thậm chí không thể hoạt động bình thường. Lúc này, thay vì chất độc được gan đào thải ra bên ngoài thì chúng lại bị giữ lại trong cơ thể. Chất độc hại tích lũy ngày càng nhiều sẽ gây ngộ độc các tế bào, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của cơ thể. Cơ thể dễ bị dị ứng với các chất độc này, làm phản ứng sản sinh chất trung gian histamine một cách ồ ạt, tạo ra phản ứng nổi mẩn đỏ hoặc ngứa toàn thân mãn tính. Ngoài ra, sau khi mắc bệnh gan thì quá trình chuyển hóa mật cũng bị kém đi, dẫn đến mật bị ứ lại nhiều trong cơ thể. Mật đi vào máu và kích thích da gây cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Vì vậy, nếu gặp phải tình trạng ngứa da bất thường thì quý cô bác và các anh chị nên đi khám để tìm được nguyên nhân đằng sau và kịp thời điều trị. 3. Ngứa cổ. Cổ là nơi có hệ thống giải độc và hệ bạch huyết, nên nếu hệ bạch huyết bị tổn thương, đặc biệt là bị ung thư hạch bạch huyết, thì cổ cũng sẽ vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Nếu quý cô bác và các anh chị thường xuyên cảm thấy ngứa ngáy ở vùng cổ thì nên cực kỳ chú ý để kiểm tra kịp thời nhằm xem hệ thống bạch huyết có bị ảnh hưởng hay không. Nếu không may bị ung thư hạch thì bệnh nhân cần tiến hành điều trị kịp thời. Nếu không, tình trạng ngứa cục bộ sẽ càng rõ ràng hơn, thậm chí gây ra các triệu chứng nghiêm trọng khác cho cơ thể. 4. Ngứa vùng kín. Trong kỳ kinh nguyệt thì có nhiều phụ nữ thường cảm thấy ngứa âm hộ, thậm chí có ban đỏ và sẩn trên âm hộ. Đây là dấu hiệu chính của bệnh viêm da tiếp xúc, là một bệnh dị ứng da.
Thông thường thì nguyên nhân của các triệu chứng ngứa này là do chất liệu băng vệ sinh kém và không được thay băng vệ sinh kịp thời. Thế nên thường thì các triệu chứng ngứa ngáy hay nổi mẩn này sẽ thuyên giảm khi hết kinh nguyệt của phụ nữ. Tuy nhiên, nếu đang trong kỳ kinh nguyệt mà các chị em lại cảm thấy ngứa bộ phận sinh dục thì đó lại chính là dấu hiệu của các bệnh phụ khoa. Đồng thời, triệu chứng da máu và đau vùng bụng dưới cũng là biểu hiện điển hình của bệnh phụ khoa. Thường liên quan đến các yếu tố như viêm âm đạo, nhiễm Trichomonas, nhiễm nấm mốc, thậm chí là ung thư. 5. Ngứa mũi. Thông thường khi cảm thấy ngứa mũi, nghẹt mũi thì đa số mọi người đều nghĩ là bị cảm hoặc bị viêm mũi dị ứng. Khi thời tiết thay đổi, vào mùa đông nhiệt độ giảm, độ ẩm cao sẽ dễ bị bệnh này. Đặc biệt những người mắc các bệnh về khoang mũi rất dễ bị ngứa mũi, hắt hơi và sổ mũi thường xuyên. Tuy nhiên, ngứa mũi hay nghẹt mũi cũng có thể là dấu hiệu ung thư biểu mô vòng họng, bởi vì tai mũi họng là ba cơ quan có mối liên hệ mật thiết. Thế nên ung thư vòng họng cũng gây nên các cơn ngứa mũi, nghẹt mũi thường xuyên. Tình trạng này thường xuyên xuất hiện ở giai đoạn đầu của bệnh, kèm theo các đợt tiết nhầy và chảy máu. Vì thế, nếu người bệnh bị ngứa mũi, nghẹt mũi một bên kèm chảy máu tái phát nhiều lần trong thời gian dài thì cần sớm đi kiểm tra. 6. Ngứa bụng. Phần bụng thường là nơi thể hiện rõ nhất chứng béo phì của con người. Vậy nên nó cũng thể hiện tình trạng tích lũy mỡ, đường dư thừa trong cơ thể. Thế nên, nếu quý cô bác và các anh chị bị ngứa bụng, và đặc biệt là tình trạng ngứa bụng này thường xuyên xảy ra mà không thể xác định vị trí ngứa, thì quý cô bác và các anh chị cũng nên nghi ngờ rằng lượng đường trong máu của mình đang tăng cao. Chắc chắn bụng bị ngứa không phải là điều tốt. Và đối với trường hợp này thì cô bác và các anh chị nên kiểm tra lượng đường huyết càng sớm càng tốt để tránh tình trạng bệnh chuyển xấu. 7. Ngứa lòng bàn tay, lòng bàn chân. Bỗng dưng lòng bàn tay, bàn chân cứ ngứa dâm gian, càng gãi càng ngứa thì hầu hết nguyên nhân ngứa là do nước ăn chân hoặc do mắc các bệnh về da. Tuy nhiên, tình trạng lòng bàn tay, bàn chân của chúng ta bị ngứa nhiều nơi, ngứa không xác định rõ vị trí, đi kèm với một số dấu hiệu như vàng da, vàng mắt, nước tiểu vàng, mệt mỏi, ăn kém, chảy máu răng, chảy máu cam. Có thể đây chính là biểu hiện của một số bệnh về gan, nghiêm trọng hơn là ung thư gan. Thưa quý vị, có những dụng cụ dùng trong sinh hoạt hàng ngày tưởng như vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường cho sức khỏe. Một số dụng cụ có thể kể tên như là bàn chải, ga gối, rẻ rửa bát hay điển hình nhất là đũa gỗ, thớt gỗ được các chuyên gia khuyên rằng nên thay mới thường xuyên. Đôi khi do thói quen, bạn lười thay mới chỉ bởi đã thân thuộc với chúng. Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra là liệu dùng lâu ngày thì đũa gỗ, thớt gỗ có bị nấm mốc không và có gây nguy hại cho sức khỏe không? Bởi đũa gỗ, thớt gỗ thường lành tính và được rửa sạch mỗi ngày. Câu trả lời sẽ có trong video hôm nay. Cùng đón xem. Dùng đũa gỗ, thớt gỗ bị nấm mốc, có chất gây ung thư kịch độc, ăn vào sẽ bị ung thư gan, có đúng không? Thưa quý cô bác và các anh chị thân mến, tại nhiều cuộc tranh luận trên mạng thì có nhiều người cho rằng đũa gỗ, thớt gỗ bị nấm mốc, có chất gây ung thư aflatoxin, ăn phải dễ bị ung thư gan. Trong đó, nhiều người khác lại cho rằng thông tin này là không đúng. Vậy đâu mới là câu trả lời chính xác cho câu hỏi gây tranh cãi này? Và để giúp cô bác có được thông tin chính xác nhất về vấn đề này, phần tiếp theo của video ngày hôm nay sẽ cung cấp cho cô bác các chứng cứ khoa học và lời chia sẻ của các bác sĩ. Thưa quý cô bác và các anh chị thân mến, độc tố aflatoxin là một trong những chất kịch độc có thể gây ung thư gan chỉ với hàm lượng rất nhỏ. Đáng nói, nhiều người hiện nay cho rằng những đồ dùng rất quen thuộc với người Việt là đũa gỗ, thớt gỗ bị mốc. Chẳng may khi sử dụng để ăn uống thì rất dễ dẫn đến nhiễm độc tố aflatoxin. Hiển nhiên, chuyện mắc ung thư gan cũng chỉ là sớm muộn. Một số khác lại cho rằng điều này chưa có bằng chứng khoa học. Trước những thông tin gây hoang mang và nhiều tranh cãi này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hồng Côn, Khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có những chia sẻ xoay quanh về vấn đề này. Ông cho rằng không thể kết luận nấm mốc xuất hiện trên đũa gỗ, thớt gỗ có chứa độc tố aflatoxin. Nếu chẳng may ăn vào cơ thể sẽ bị ung thư gan. Từ trước tới nay, aflatoxin cũng được phát hiện nhưng chỉ là qua những thực phẩm bị nấm mốc như là ngô, gạo mà thôi. Vị phó giáo sư này cũng đính chính rằng việc nhiều các trang thông tin nước ngoài chia sẻ về việc thường xuyên dùng thớt gỗ, đũa gỗ bị mốc thì sẽ nhiễm độc tố aflatoxin dẫn đến căn bệnh ung thư gan là một điều vô căn cứ. Hiện nay vẫn chưa có minh chứng khoa học nào cho việc đó, thế nên ông cũng khuyên người dân không nên hoang mang trước những thông tin này.
Bên cạnh đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hồng Côn cho hay, đũa gỗ, thớt gỗ bị mốc nói chung là những đồ dùng không được vệ sinh sạch sẽ. Tuy nhiên, không phải cứ đũa gỗ, thớt gỗ bị mốc là nhiễm nhiên có chất gây ung thư. Không chỉ riêng vấn đề về ung thư gan mà bất cứ loại ung thư nào cũng thế. Nấm mốc có thể gây ung thư hay không còn phải xem xét cụ thể từng loại, đó là nấm mốc gì. Không thể cứ thấy đũa gỗ, thớt gỗ bị mốc là nghĩ ngay đến chuyện ăn vào là bị ung thư được. Tuy nhiên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hồng Côn cũng nhấn mạnh rằng việc dùng đũa gỗ, thớt gỗ bị mốc nói chung không tốt cho sức khỏe. Đũa gỗ, thớt gỗ bị mốc chứng tỏ khâu vệ sinh của các gia đình chưa được đảm bảo. Trong điều kiện ẩm ướt khiến vi khuẩn nấm mốc càng dễ sinh sôi nảy nở. Nhiều nấm mốc đi vào cơ thể có thể gây ra những phản ứng cấp tính như đau bụng, buồn nôn, nôn ói. Nói chung, triệu chứng tương tự như bị ngộ độc thực phẩm. Mặc dù có nguy cơ nấm mốc sinh sôi, nhưng vị phó giáo sư này vẫn khuyên dùng thớt gỗ, đũa gỗ thay vì dùng thớt nhựa hoặc đũa kim loại. Bởi vì đồ gỗ bao giờ cũng lành tính hơn, an toàn hơn rất nhiều so với đồ nhựa hay đồ kim loại. Dùng thớt nhựa, đũa nhựa thực sự rất nguy hiểm, nhất là dùng trực tiếp để ăn uống, bởi vì nhựa từ lâu đã là vấn nạn nhức nhối của nhân loại. Bản thân nó cũng chứa rất nhiều chất độc hại, gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể con người. Riêng đồ dùng bằng kim loại, chúng cũng không thực sự tốt bởi nguy cơ lây nhiễm kim loại ra đồ ăn thức uống. Trong khi đó, đồ dùng bằng gỗ như đũa gỗ, thớt gỗ vốn là những thứ từ bao đời nay cha ông vẫn dùng rất an toàn cho sức khỏe. Điều quan trọng là người dân cần chú ý tránh để đũa gỗ, thớt gỗ bị mốc mà thôi. Cách đơn giản nhất để bảo quản đũa, thớt gỗ đó chính là rửa sạch thớt gỗ, đũa gỗ sau khi sử dụng, sau đó đem lau khô hoặc sấy khô, phơi khô rồi cất vào nơi khô ráo. Mặc dù khí hậu nước ta nóng ẩm, nhưng rửa đũa thớt đúng cách như vậy thì quý cô bác và các anh chị sẽ không phải lo bị nấm mốc tấn công. Vậy là video ngày hôm nay của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ đã đem đến cho quý cô bác và các anh chị khá nhiều thông tin hữu ích về việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình rồi. Hy vọng rằng qua video này, quý cô bác và các anh chị sẽ có thể biết cách bảo vệ và lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở những video tiếp theo.